Xin kính chào quý vị. Lời đầu tiên cho Thùy Dương gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị. Hôm nay Thùy Dương sẽ chia sẻ tiếp nội dung trong quyển Trước khi bão lụt tràn tới, phần thứ 3 nha quý vị. Việc làm dân chủ đầu tiên thăm dò ý kiến một số các nhân vật nhằm thành lập một chính phủ mới ngay từ chiều ngày 19, tức 10 ngày sau khi Nhật đảo chính Pháp và 8 ngày sau khi tuyên bố Việt Nam độc lập. Bảo Đại đã họp với Phạm Khắc Hòe, lúc này là người thân cận duy nhất bên cạnh nhà vua, để bàn việc chiêu tập nhân tài một cách cụ thể. Phạm Khắc Hòe, sau khi đã trao đổi ý kiến với Tôn Quang Việt, Tạ Quang Bửu, Bùi Bằng Đoàn và Ưng Úy, đã đề nghị lên nhà vua một danh sách 14 nhân vật sau đây. Nhà cách mạng Lão Thành Huỳnh Thúc Kháng ở Huế, giáo sư Tôn Quang Việt, Huế, bác sĩ Trần Đình Nam, Đà Nẵng, giáo sư Lê Ấm, Quy Nhơn, bác sĩ Hồ Tá Khanh, Phan Thiết, kỹ sư Cầu Cống Lưu Văn Lan, Sài Gòn, luật sư Vương Quang Nhường, Sài Gòn, ông Ngô Đình Diệm, nguyên thượng thư Bộ Lại, Sài Gòn, giáo sư thạc sĩ toán học Hoàng Xuân Hãn, Hà Nội, luật sư Vũ Văn Hiền, Hà Nội, luật sư Phan Anh, Hà Nội, ông Trịnh Văn Bính, tốt nghiệp cao học thương mại Pháp, Hà Nội, ông Hoàng Trọng Phu, nguyên tổng đốc Hà Đông, ông Trần Văn Thông, nguyên tổng đốc Nam Định. Sau gần một giờ bàn thảo, 8 người đã được Bảo Đại lựa chọn. 8 người này gồm có Trần Đình Nam, bác sĩ, Hồ Tá Khanh, bác sĩ, Lưu Văn Lan, kỹ sư, Hoàng Trọng Phu, nguyên tổng đốc Hà Đông, Trần Văn Thông, nguyên tổng đốc Nam Định, Hoàng Xuân Hãn, thạc sĩ toán học, Phan Anh, luật sư, Vũ Văn Hiền, luật sư, hay Trịnh Văn Bính, tốt nghiệp cao học thương mại Pháp. Tùy theo Hoàng Xuân Hãn lựa chọn, vì Bảo Đại chỉ quen Hoàng Xuân Hãn trong số những người ở Pháp về. Điều cần để ý ở đây là tất cả các vị này đều là những cựu quan lại hay những trí thức hay chuyên viên nổi tiếng đương thời và có gốc từ cả ba miền Trung, Bắc, Nam, thay vì chỉ có hai miền Trung và Bắc, theo đúng như thẩm quyền của nhà vua ở thời điểm này, vị sứ Nam Kỳ chưa được người Nhật trao trả. Các nhà hoạt động chính trị, kể cả những người được coi là thân Nhật, đều không có tên trong danh sách này. Sự kiện này cho phép người ta nghĩ rằng quyết định và sự lựa chọn các nhân vật để tham khảo ý kiến kể trên của vua Bảo Đại và phía người Việt là hoàn toàn do nhà vua quyết định, không có sự can thiệp của người Nhật, vì chỉ có hai người hiện diện là chính nhà vua và Phạm Khắc Hòe. Không những thế, tinh thần và ý chí thống nhất ba miền đã luôn luôn được nhà vua tôn trọng. Ngoài ra, ta cũng nên để ý tới nhận xét của luật sư Bùi Tường Chiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tham khảo ý kiến này khi ông viết trong bài tham luận kể trên. Cũng nên để ý thêm là những cuộc tiếp xúc kể trên chỉ là những cuộc tiếp xúc với những nhân vật tên tuổi có chức vị đương thời. Ngoài những người này, Bảo Đại cũng qua Phạm Khắc Hòe còn mời gặp thêm nhiều nhân vật khác nữa, trong đó có Tôn Quang Việt, Tạ Quang Bửu, Đào Duy Anh, Hoàng Sử, Nguyễn Lân, tất cả theo hồi ký của Trần Thị Như Mân, tức là bà Đào Duy Anh, đều đã có vào, và Tôn Quang Việt có được cử nói lên lời chúc mừng nước nhà độc lập và hứa nếu cần gì thì chúng tôi sẽ giúp không công cho nhà vua. Phạm Khắc Hòe không nói tới chuyện có vào này, nói là giúp không công cho nhà vua như vậy, nhưng sau này trong hồi ký của mình, Tôn Quang Việt lại ghi thêm là cũng nói thế thôi, chứ trong bụng thì đã có kế hoạch. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng là một bằng chứng cụ thể của thiện chí dân chủ hóa đất nước của Hoàng đế Bảo Đại. 3. Giải pháp Ngô Đình Diệm. Trong hồi ký của Phạm Khắc Hòe, Phạm Khắc Hòe chỉ nói tới hai cuộc tiếp kiến của nhà vua với các nhân vật kể trên. Cuộc tiếp kiến thứ nhất là với Trần Đình Nam từ Đà Nẵng ra vào chiều tối ngày 21 tháng 3. Trước khi vào ý kiến Bảo Đại, Trần Đình Nam đã gặp Phạm Khắc Hòe và đã đưa ra nhận xét là tình hình thế giới luôn luôn biến chuyển, chưa chắc Nhật đã đứng vững được lâu. Cho nên bây giờ chơi với Nhật thì chỉ nên ra những lá bài thân Nhật. Cụ thể là nên giao cho Ngô Đình Diệm thành lập một nội các hẹp, 3-4 người thôi, không nên đốt cháy những lá bài khác. Bảo Đại đã đồng ý với nhận xét này và Phạm Khắc Hòe
đã lập tức đánh điện cho Ngô Đình Diệm lúc đó đang ở Sài Gòn. Cuộc tiếp kiến thứ hai dành cho 5 người từ Hà Nội vào đó là Hoàng Trọng Phu, Trần Văn Thông, Hoàng Xuân Hãn, Vũ Văn Hiền và Phan Anh. Kết quả theo nhận xét của Bảo Đại thì hai ông quan già chẳng có ý kiến gì hay ho, còn ba anh trẻ từng du học ở Pháp thì đều đồng ý giải pháp nội các hẹp với Ngô Đình Diệm. Bảo Đại còn nói thêm Phan Anh là người thông minh hơn cả bọn. Cuối cùng giải pháp Ngô Đình Diệm đã không thực hiện được vì vị cựu thượng thư này, như trên đã nói, không bao giờ nhận được điện tín của nhà vua và cả Trần Trọng Kim đã được lựa chọn để thay thế. Nên để ý là trong thời gian này, Ngô Đình Diệm được coi là người của Hoàng Thân Cường Đế, người từ lâu đã lưu vong sang Nhật. Buổi đầu người ta nghĩ là người Nhật sẽ dùng Cường Đế để thay thế Bảo Đại, nhưng sao vì họ muốn giữ nguyên trạng nên đã đổi ý. Sự kiện Ngô Đình Diệm không nhận được thư của Bảo Đại phù hợp với những gì được Trần Trọng Kim kể lại trong hồi ký của ông. Theo đó, hai người có gặp nhau ở Sài Gòn và câu chuyện được trao đổi như sau. Ông Diệm hỏi tôi, cụ mới về đây à? Cụ có biết tin gì không? Tôi đáp, tôi mới về, chưa biết gì cả. Chắc có tin gì thì ông biết trước tôi đó. Người Nhật lạ quá, họ chẳng cho chúng tôi biết gì cả. Tôi vừa thấy trong tư lệnh nói ở Huế các bộ thượng thư đã từ chức rồi. Vua Bảo Đại gọi ông Hoàng Trọng Phu vào bàn việc lập chánh phủ mới đó. Thế à? Sao người Nhật không cho tôi biết? Cho đến ngày nay tôi vẫn chưa hiểu rõ tại sao bọn ông Diệm là người của ông Cường Đế ủy quyền cho tổ chức việc lập chính phủ khi có đảo chính ở Đông Dương và lại có một số người Nhật ủng hộ mà chính phủ Nhật lại bỏ rơi. Chỉ có một cách giải thích cái thái độ ấy là những người Nhật cầm quyền lúc đó sau khi đánh quân Pháp rồi họ sợ đem ông Cường Đế về có điều bất tiện để vua Bảo Đại về đường chính trị lại có lợi hơn. Đã không dùng quân cờ Cường Đế thì tất nhiên phải để bọn ông Diệm ra ngoài cuộc. Đó là theo ý tôi hiểu, còn lẽ gì khác nữa thì tôi không biết. Nhưng mặt khác, theo hồi ký của Trung tá Nhật Hidezumi Hayashi, người phụ trách về chính trị vụ ở Tổng hành dinh quân đội Nhật, thì ngày 9 tháng 4, khoảng một tuần lễ sau khi Trần Trọng Kim về tới Huế, Ngô Đình Diệm ở Sài Gòn đã được thông báo về lời mời của Bảo Đại, nhưng ông đã không nhận lời. Và ngày 11, Hayashi đã báo cáo cho tối cao cố vấn ở Huế và cố vấn chính trị của Trung tướng Tsuchihashi Yusu về sự từ chối này. Nhưng chỉ ít ngày sau, Ngô Đình Diệm đã đổi ý và đã chuyển cho Hayashi một danh sách những nhân vật cho nội các của ông, đồng thời gợi ý về sự hợp tác giữa Bảo Đại và Cường Đế. Tất cả đều đã trễ vì Trần Trọng Kim đã được mời để thay thế. Khi được tin này, Ngô Đình Diệm rất bực tức và đã than phiền với Hayashi là nội các Trần Trọng Kim gồm những người thân Pháp và chống lại chế độ quân chủ. Để giải thích những sự kiện này, sử gia Na Uy Stein Tonnesen cho rằng Ngô Đình Diệm muốn làm thủ tướng và Trung tá Hayashi có thảo luận với ông về vấn đề này. Nhưng ông đã tính sai khả năng của mình khi từ chối lời mời đầu tiên của Bảo Đại. Cũng theo Tonnesen, sự thay đổi này có thể cũng phù hợp với ý muốn của Thủ tướng Tsuchihashi. Còn theo hồi ký của Hayashi, người ta có cảm tưởng là vấn đề liên hệ tới Ngô Đình Diệm vẫn chưa được giải quyết cho tới ngày 10 tháng 4. Nhân chứng cuối cùng và đáng tin cậy là Hoàng Xuân Hãn, người đã có mặt rất sớm ở Huế trong thời gian này, đồng thời cũng là người sau này đã gặp lại tướng Tsuchihashi Yusu. Nhiều lần ở Hà Nội sau khi viên tướng này bị Pháp đem trở lại Đông Dương để xử như một tội phạm chiến tranh và được trắng án vì có công che chở cho người Pháp sau đảo chính 9 tháng 3 năm 1945. Nguyên văn lời kể của Hoàng Xuân Hãn như sau. Ông Tsuchihashi gặp tôi nhiều lần lắm ở Hà Nội. Ông kể chuyện từ trước về chính trị của Nhật. Ông cho biết là chính ông phản đối lại chuyện Cường Đế về Việt Nam. Bởi vì ông có trách nhiệm giữ ở bên Đông Dương cho yên ổn. Nếu người Mỹ họ đổ bộ vào thì để cho binh đội Nhật rảnh tay chống lại quân Mỹ. Chứ họ không muốn có chuyện gì lôi thôi hết cả. Cho nên sợ ông Cường Đế về thì sẽ chống lại Pháp, sẽ gây khó khăn cho Nhật Bổn. Nhật Bổn giải giáp người Pháp nhưng không muốn kiếm chuyện gì với người Pháp cả.
Cho nên chuyện Cường Đế không về là vì thế, Ngô Đình Diệm không lên là vì thế, sao Chu Chi Hashi cho tôi biết thế. Mặt khác cũng theo Hoàng Xuân Hẳn, sau khi nội các Trần Trọng Kim được thành lập vào khoảng tháng 6 năm 1945, Vũ Văn An, một trong năm người ký tên cam đoan ủng hộ Đức Cường Đế từ Nhật về có ghé qua Huế. Hai người đã gặp nhau và Vũ Văn An có đưa cho Hoàng Xuân Hẳn xem tờ cam kết này. Lúc ấy chúng tôi mới hiểu tại sao ông Diệm khi trước mời Nhật nó không chuyển thư, vì nó biết ông Diệm ủng hộ ông Cường Đế và nếu ông về thì sợ ông ấy với ông Bảo Đại không ăn ý với nhau. Hoàng Xuân Hẳn kết luận. Vấn đề tại sao Ngô Đình Diệm không nhận được lời mời của vua Bảo Đại và không trở thành thủ tướng sau ngày 9 tháng 3 năm 1945 như vậy kể như đã sáng tỏ. Cũng nên biết thêm là mục tiêu của Vũ Văn An khi vào Huế là để vận động cho kỳ ngoại hầu Cường Đế hồi hương và có một vai trò trong chính quyền đương thời. Trần Trọng Kim có trình vấn đề này lên vua Bảo Đại và Bảo Đại trả lời rằng về thì ông có tước vương hồi xưa và giao cho ông như là một người tối cao cố vấn. Bên kia có tối cao cố vấn Nhật thì bên này mình cũng có tối cao cố vấn Việt. Cụ thể là lúc đó người ta đang sửa nhà, sửa cửa của Tráng Cử con Cường Đế ở bên đập đá và chữa đường để đón Cường Đế về. Trong khi phía Việt Minh thì ngược lại, họ nhờ Tôn Quang Việt thảo truyền đơn chửi Cường Đế thân Nhật cho rải ở Huế. Sự kiện này phù hợp bản tin của cơ quan thông tấn Domey ngày 30 tháng 7 năm 1945. Theo đó, Cường Đế đang trên đường trở về Việt Nam. Do lời mời của vua Bảo Đại với lời chú thích của chính đạo, tức tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu là ông sẽ nắm chức cơ mật viện trưởng. Trước đó báo Hương Việt trích đăng một bức thơ của Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Đế đề ngày 20 tháng 5 năm 1945. Theo đó, mục đích của ông là khôi phục độc lập cho tổ quốc, mưu hạnh phúc cho dân tộc, chứ không vì ngôi đế vương, đồng thời kêu gọi mọi người yểm trợ cho Nippon thuộc Nhật chống lại mối lo Anh Mỹ. Cuối cùng thì sự hồi hương của ông đã không thành vì không có phi cơ và sau đó thì Nhật đầu hàng. Và cũng cuối cùng thì Trần Trọng Kim đã được lựa chọn. Ba La Mã, chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập. Tất cả những vị này đều là những nhà ái quốc chân thành. Họ không có hận thù gì với nước Pháp. Trẻ tuổi, can đảm, ý thức được nhiệm vụ ngắn ngủi của mình. Họ muốn rằng chủ quyền quốc gia được đánh dấu khởi đầu từ họ, Hoàng đế Bảo Đại. Nội các Trần Trọng Kim với Hoàng Xuân Hẳn, Hồ Tá Khanh, Phan Anh có thể tạm thâu góp được gần hết tinh hoa trong giới trí thức của ba kỳ. Với dĩ vãng, ta chắc đó là những người từ trước đến nay lúc nào cũng cương quyết thờ một chính kiến rõ rệt, lúc nào cũng nhẫn nại, mài rũa học vấn để chờ thời. Thời cơ đã đến, ta chớ quá hoài nghi, ta có thể tin được người đã dám giả nhời nguyên soái Modan hồi năm 1944. Nguyện vọng duy nhất của chúng tôi là được độc lập, tất sẽ có can đảm đối phó với tình thế, không làm việc gì trái với lương tâm. Phạm Hữu Chương, Trung Bắc Tân Văn, Chủ Nhật, số 245, ngày 20 tháng 5 năm 1945. Mấy người bạn lại không quên kiêu ngạo kể cho tôi nghe sự thành kính của dân chúng mỗi sáng tới dự lễ chào cờ ở trước dinh thủ tướng. Của đám thính giả một buổi lễ đã đứng dậy khi thấy ông tổng trưởng Vi Hành tới dự. Họ không quên chỉ cho tôi xem những ông bộ trưởng dạn dĩ, gọn gàng, mặc âu phục đi xe đạp tới bộ. Những phòng giấy các bộ dọn vào những tòa nhà to tát đồ sộ. Mai Anh, Tuần Báo Thành Nghị. Một nhỏ, học thức, tư tưởng và đức hạnh hay là hiền giả tại vị, năng giả tại chức. Là một nhà giáo và một nhà nghiên cứu thuần túy, không đảng phái, không bè cánh, không quảng giao, nên không có sẵn người cộng tác. Trần Trọng Kim đã dựa theo tiêu chuẩn nào để lựa chọn người cho nội các của mình? Trong hồi ký của ông, người chính trị gia bất đắc dĩ kim học giả gốc nhà giáo này đã cho biết là người được chọn phải có đủ học thức
và tư tưởng về mặt chính trị phải có đức hạnh chắc chắn để dân chúng kính phục. Đây là ba phẩm chất quan trọng mà những người muốn đứng ra làm việc nước phải có theo quan niệm đương thời. Nhận xét về danh sách mà vị thủ tướng được chỉ định trình cho mình vào sáng ngày 17 tháng 4, báo đài phê là được, còn tối cao cố vấn Nhật Yokohama thì chúc mừng là cụ đã chọn được người rất đứng đắn. Sau này trong hồi ký của báo đài, nhà vua đã viết tất cả những vị này đều là những nhà ái quốc chân thành. Họ không có hận thù gì với nước Pháp, tuổi trẻ, can đảm, ý thức được nhiệm vụ ngắn ngủi của mình. Họ muốn rằng chủ quyền quốc gia được đánh dấu khởi đầu từ họ. Sự thất trận của Nhật đang hiện lên rõ rệt. Người Mỹ đã tái chiếm Okinawa ngày 1 tháng 4 và từ ngày ấy phi cơ Mỹ ném bom hàng ngày lên các thành phố lớn của Nhật. Tiềm lực kinh tế Nhật bị tan nát. Còn bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ, người phần nào trên thực tế đã thay thế Khâm Sai Phan Kế Toại trong mấy ngày cuối cùng của chính phủ Trần Trọng Kim tại miền Bắc, thì đã dùng các thành ngữ hiền giả tại vị và năng giả tại chức để nói về nội các này. Ông viết, về thành phần chính phủ thì đấy là những nhân vật được coi là những trí thức ưu tú đương thời và được quốc dân quý mến. Trần Thủ tướng lại được quốc dân coi là một nhà ái quốc và một nhà đạo đức, còn là một nhà học giả cổ kim Đông Tây. Một chính phủ như thế tất được lòng tin. Những sắc lệnh đầu tiên lại gây được một xúc động tâm lý không nhỏ. Sự bổ nhiệm một vài đại quan mà quốc dân từng nghe tên tuổi vào những địa vị của bậc hiền giả. Hiền giả tại vị, sự triệt hồi một số quan lại mang tiếng xấu trong dân đã làm hài lòng quốc dân theo gương xưa. Làm tội bốn kẻ bất nhân mà thiên hạ đều phục, tứ tội nhi thiên hạ hàm phục. Đức thanh liêm trong quan trường do đó đã được nêu cao. Bộ trưởng Bộ Thanh niên Phan Anh lại là người xứng đáng với địa vị năng giả tại chức. Phong trào thanh niên với Phan Bộ trưởng càng thêm bồng bột. Các quan lại còn được lưu tại chức rất lo ngại về sự trừng phạt và rất chú ý đến hoạt động của thanh niên. Một cử nhân luật trẻ lúc đó còn đang tập sự ở phủ toàn quyền, chờ bổ nhiệm làm tri huyện, sau này là giáo sư và khoa trưởng Đại học Luật khoa Sài Gòn, là giáo sư Vũ Quốc Thúc, thì nhận xét. Trở lại vào lúc đó, vấn đề đang gây sôi nổi trong dư luận là vấn đề tân chính phủ của nước Việt Nam độc lập. Như ta đã biết, cụ Trần Trọng Kim đã được Hoàng đế Bảo Đại bổ nhiệm làm thủ tướng. Cụ là một học giả uyên thâm nho học, là tác giả cuốn Việt Nam Sử Lược, ai nấy đều biết, cụ rất có uy tín. Cụ đã lập một nội các, trong đó có một số các nhân vật tên tuổi được công chúng tín nhiệm, chẳng hạn luật sư Vũ Văn Hiền và luật sư Phan Anh. Việc hai vị này được bổ nhiệm làm bộ trưởng đã mang lại một uy tín lớn cho tân chính phủ. Những nhận xét này phải được coi là đúng vì trong suốt thời gian kế tiếp, người ta thấy hầu như rất ít, nếu không nói là không có, người than phiền về các bộ trưởng của nội các Trần Trọng Kim này cả. Hiện tượng các vị bộ trưởng dùng xe đạp đi làm hay đến dự những buổi họp mặt của quần chúng, có lúc ngồi lẫn trong đám đông đã gây ấn tượng sâu xa trong lòng người dân xứ Huế đương thời. Cuối cùng, nhưng không phải là hết, là nhận định của Đặng Văn Việt, một cựu sinh viên của trường thanh niên tiền tuyến do bộ trưởng Phan Anh sáng lập ở Huế. Một thứ trường võ bị trá hình nhằm huấn luyện các sĩ quan cho quân đội quốc gia Việt Nam tương lai, sau này nổi danh là con hùm xám đường số 4 trong chiến dịch Cao Bắc Lạng thời chiến tranh Việt Minh Pháp, khi ông tham chiến với tư cách là trung đoàn trưởng trung đoàn 274. Theo Đặng Văn Việt, chính phủ này tập hợp nên bởi những trí thức yêu nước, có xu hướng quốc gia, muốn lợi dụng đồng minh đang thắng thế, lúc phe trục đang xuống dốc, lúc Pháp đang bị hất cẳng khỏi Đông Dương, ra điều hành đất nước dựa vào Nhật, đợi thời cơ. Đây là một nhận định nhiều phần phản ánh thực tế nhất và có thể Đặng Văn Việt đã trực tiếp nghe được từ phía các nhà lãnh đạo trường thanh niên tiền tuyến, trong đó cấp Tạ Quang Bửu và Phan Anh. Cũng cần phải để ý là trong những ngày đầu này, người đã cộng tác chặt chẽ với Trần Trọng Kim là Hoàng Xuân Hãn, một giáo sư khoa học, sau này là một học giả chuyên về lịch sử và văn hóa nước nhà.
và cũng là người được sự kính phục và quý mến của hầu hết các trí thức trẻ, các học sinh, sinh viên đương thời, đồng thời có liên hệ tương đối gần gũi với Hoàng đế Bảo Đại từ khi hai người còn du học ở bên Pháp. Mối liên hệ giữa Trần Trọng Kim và Hoàng Xuân Hãn tất nhiên là dễ hiểu. Hai nhà giáo bất đắc dĩ phải làm chính trị, vốn quen nhau từ trước, cộng tác chặt chẽ với nhau để cùng nhau lo việc nước theo quan điểm của các nhà trí thức còn mang nặng ảnh hưởng của Nho giáo đương thời là một chuyện tự nhiên. Nó cũng là một dữ kiện cần thiết giúp ta giải thích tại sao chính phủ Trần Trọng Kim lại chú trọng nhiều đến các công tác văn hóa, giáo dục và thanh niên, nhất là giáo dục mà thành quả đã tồn tại đến tận ngày nay và có thể rất lâu về sau này. Một chi tiết khác không kém quan trọng là trong thời gian Bảo Đại du học ở Paris, Hoàng Xuân Hãn là người đã kèm nhà vua về môn toán, rồi sau này khi về nước, họ Hoàng đã ít nhất 2 lần vào cung thăm Bảo Đại. Sự quen biết này chắc chắn có ảnh hưởng tới những sự lựa chọn cũng như quyết định của nhà vua trong thời gian này. Người thứ ba là Phan Anh, một luật sư đã từng cãi cho nhiều thân chủ là các đảng viên đảng Cộng sản. Phan Anh là một trong 5 người chủ trương báo Thanh Nghị, cơ quan ngôn luận của giới trí thức trẻ, nhưng đã trưởng thành và có lý tưởng đương thời với nhiều bài viết về các thể chế chính trị, về tình trạng văn hóa, kinh tế, xã hội của nước nhà. Trong đó có những bài đặc biệt về hiến pháp. Phan Anh làm bộ trưởng thanh niên trong chính phủ Trần Trọng Kim. Ông đã tích cực hoạt động cho chính phủ này cho đến tận những ngày cuối của chính phủ Trần Trọng Kim. Sau này, mặc dù không bao giờ gia nhập đảng Cộng sản, Phan Anh đã nhận làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, rồi Bộ trưởng Bộ Kinh tế cho chính phủ Liên Hiệp và chính phủ cải tổ do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Ông được vua Bảo Đại đánh giá cao và rất quý trọng. Như đã trích dẫn ở trên, chính nhà vua đã nói với Phạm Khắc Hòe sau khi tiếp xúc với một số các quan lại và trí thức được mời từ Bắc vào rằng Phan Anh là người thông minh hơn cả bọn. Tác giả sẽ nói nhiều hơn về Phan Anh trong bài viết riêng về ông này, qua cái nhìn của chính ông và của Hoàng Xuân Hãn về chính phủ Bảo Đại Trần Trọng Kim. Sự thông minh, năng động, lý tưởng và hiểu biết cũng như ảnh hưởng của ông đối với các thanh niên đương thời và những nỗ lực cuối cùng của ông trên đường ra Bắc mang thông điệp của chính phủ cho các nhân vật đại diện, cho tất cả các giới và các địa phương, mời họ vào Huế để nghiên cứu vấn đề thành lập một chính phủ mới sau khi Nhật đầu hàng. Kể luôn cả việc ông tới gặp và thuyết phục Tôn Quang Việt tham gia chính phủ với tư cách Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay thế Trần Đình Nam trong những ngày cuối, khiến cho người ta không khỏi không nghĩ rằng ông có thể sẽ là vị thủ tướng kế vị Trần Trọng Kim như một lẽ tất nhiên của tình thế. Nên biết thêm là trên đường ra Bắc, ông đã bị Việt Minh chận bắt, coi như là một đại Việt gian. Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập này gồm có một thủ tướng với danh xưng nội các tổng trưởng và 10 bộ trưởng với 2 người là nhà giáo, 4 người là y sĩ, 4 người là luật sư và 1 người là kỹ sư. Đây là lần đầu tiên danh xưng bộ trưởng đã được dùng thay thế cho danh xưng thượng thư. Cùng với sự xuất hiện của nhiều bộ mới như ngoại giao, thanh niên, y tế, tiếp tế nhằm đáp ứng nhu cầu của thời cuộc, thay vì chỉ có lục bộ như thời trước. Trong số các bộ, không có bộ quốc phòng. Trần Trọng Kim trong hồi ký của ông có giải thích điều này bằng nhiều lý lẽ. Phan Anh thì nói rõ là để giữ thế trung lập với người Nhật trong thời gian chiến tranh mà ta sẽ xét kỹ hơn sau này. Sau đây là danh sách các bộ trưởng. Trần Trọng Kim, giáo sư, nội các tổng trưởng, thủ tướng, Trần Văn Chương, luật sư, ngoại giao, sau là nội các phó tổng trưởng, phó thủ tướng, Trần Đình Nam, y sĩ, nội vụ, Trịnh Đình Thảo, luật sư, tư pháp, Hoàng Xuân Hãn, thạc sĩ toán học, giáo dục và mỹ thuật, Vũ Văn Hiền, luật sư, tài chánh, Phan Anh, luật sư, thanh niên, Nguyễn Hữu Thí, y sĩ, tiếp tế, Vũ Ngọc Anh, y sĩ, xã hội, Hồ Tá Khanh, y sĩ, kinh tế, Lưu Văn Lan, kỹ sư, công chánh. Nhìn chung danh sách này người ta thấy nó bao gồm những trí thức có tiếng của thời này. Có tiếng không phải chỉ vì họ có bằng cấp cao mà vì gốc gác gia đình
và những thành tích mà họ đã đạt được từ hồi còn đi học, coi như một phần của hạnh kiểm và đạo đức hay sau khi đã thành tài. Đây là những giá trị quan trọng của một xã hội chịu ảnh hưởng của Khổng giáo, những giá trị đã tồn tại từ nhiều thế kỷ, qua đó mọi người coi trọng sự học, lấy học hành thi cử làm đường tiến thân và coi quan niệm quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách là quan niệm hàng đầu trong bổn phận và trách nhiệm của người dân đối với đất nước và dân tộc. Thay vì quyền lợi của cá nhân hay đảng phái, điều này giải thích lý do họ đã ở lại với chính quyền cho đến giờ phút chót nhưng sẵn sàng rút lui khi có người có khả năng và muốn thay thế như Trần Trọng Kim tuyên bố trong cuộc họp báo ở phủ Khâm Sai Bắc Bộ khi ông ra Bắc vào cuối tháng 7 sau này. Ngoài ra chắc chắn họ cũng biết vai trò của họ chỉ là tạm thời và có thể bị thay thế như Hoàng đế Bảo Đại đã nói trước cho Trần Trọng Kim biết. Nhưng họ vẫn nhận trách nhiệm và bổn phận của mình đúng như quan niệm của những kẻ sĩ. Về gốc gác, hầu như tất cả đều là con cháu các nhà nho, dù cho là đã hiển đạt và giữ những chức vụ quan trọng trong chính phủ Nam Triều. Như Trần Văn Chương, Vũ Ngọc Anh có cha làm tổng đốc, Trần Đình Nam có cha làm đốc học, hay những nhà nho không hiển đạt hoặc bỏ đường khoa cử như Phan Anh, Vũ Văn Hiền, Hồ Tá Khanh, Hoàng Xuân Hãn. Về học hành thì dù là con quan hay thuộc những gia đình nhà nho thanh bạch khi còn đi học, tất cả đều là những học sinh hay sinh viên học hành chăm chỉ, xuất sắc, dù là học ở trong nước hay ở bên Pháp hay thuộc địa của Pháp. Trần Trọng Kim học trường thông ngôn ở Hà Nội và trường sư phạm bên Pháp, Trần Văn Chương học trung học và đại học ở Algeria trước khi qua Pháp. Hoàng Xuân Hãn đậu tú tài ở Việt Nam trước khi qua Pháp học trường Bách Khoa, rồi cầu cống và cao đẳng sư phạm. Đậu thạc sĩ toán học, một học vị ít người đạt được ở thời ông, kể cả người Pháp. Sau này bị người ta đánh giá sai và lạm dụng, Vũ Văn Hiền đậu tú tài bản xứ ở Hà Nội, thủ khoa cử nhân luật Đại học Hà Nội năm 1937, sau qua Pháp lấy tiến sĩ. Phan Anh cũng đậu cử nhân luật năm 1937, năm sau qua Pháp học tiến sĩ, nhưng chưa kịp trình luận án thì chiến tranh bùng nổ, phải về nước. Các người khác cũng đều xuất thân là y sĩ hay tốt nghiệp đại học. Hồ Tá Khanh tham gia lễ truy điệu Phan Chu Trinh bị đuổi học. Trốn sang Pháp tiếp tục học, đậu tú tài, học y khoa ở Paris, tốt nghiệp y khoa bác sĩ và về nước hành nghề. Thay vì bỏ học dở dang đi làm chánh trị và cách mạng, được huấn luyện để trở thành những người làm cách mạng quốc tế chuyên nghiệp. Sau khi thành tài lấy được bằng cấp, kiếm được việc làm tốt trong chính quyền bảo hộ hay đi dạy học, một nghề còn rất được xã hội trọng vọng và không phải là không kiếm được tiền. Họ đã không ngừng ở đấy. Thay vì hưởng thụ, họ đã tiếp tục tìm tòi, học hỏi thêm để sửa soạn cho một cơ hội mới của dân tộc và đã hoàn thành được những công trình nghiên cứu có giá trị cao về chuyên môn, được học giới, kể cả học giới người Pháp, ghi nhận hay hướng vào quảng đài quần chúng nhằm nâng cao sự hiểu biết và cuộc sống của đồng bào, đồng thời gián tiếp đề cao truyền thống dân tộc, lòng ái quốc và tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là khi Thế chiến thứ hai bùng nổ và khi quân Nhật vào Đông Dương. Họ đã giữ đúng thiên chức của người trí thức theo quan niệm mới và truyền thống đạo đức của kẻ sĩ, của những thế hệ đã đi trước, hay nói theo Vũ Văn Hiền, người trí thức yêu nước, có tinh thần trách nhiệm, Phan Anh, Vũ Văn Hiền và nhóm Thanh Nghị. Có thể được coi là một thứ think tank của thời này bên cạnh nhóm tri tân thuộc thành phần cựu học. Họ không phải là những người làm cách mạng hay những chính trị gia chuyên nghiệp đầy thủ đoạn, mà chỉ là những công dân trí thức tha thiết với tiền đồ của đất nước và của giống nòi. Điều khác biệt giữa những trí thức đã tương đối lớn tuổi và đã trưởng thành này với những trí thức trẻ còn đang theo học ở Đại học Hà Nội thời đó. Thời mà sinh viên rất được xã hội trọng vọng và tin tưởng, mà đại diện là Dương Đức Hiền, hội trưởng Tổng hội sinh viên đại học này, là họ đã qua bước sôi nổi của thời sinh viên rồi. Nói theo lời của Vũ Đình Hòe, một trong năm người sáng lập nên nhóm Thanh Nghị và chủ trương tờ Thanh Nghị
và qua nhận định của Phan Anh trong một buổi họp của 5 người này để bàn về quyết định ra báo của nhóm vào khoảng đầu năm 1940. Một ngày giáp Tết âm lịch, chúng ta, cả nhóm Dương Đức Hiền lẫn bọn ta, ai chẳng sốt ruột trước khói lửa ngùn ngục của chiến tranh, ai chẳng muốn lao vào hành động, cho thỏa chí phải không? Nhưng lao vào hành động nghĩa là cụ thể làm gì? Đối với những nước tham chiến phải đối chọi với Hitler thì dễ trả lời quá. Nhưng đối với những dân tộc phụ thuộc vào những nước ấy, Việt Nam thì sao? Có thể có những nhóm người nào đó muốn nhân cơ hội này dứt khoát vùng lên đòi độc lập, nghĩa là đương đầu ngay với mẫu quốc. Làm thế liệu có ổn không? Về mặt sách lược, kẻ thù dân tộc là thành viên của khối đồng minh chống phe phát xít quốc tế cơ mà. Thử nghĩ xem. Vấn đề không đơn giản chút nào. Đây là một nhận định chứa đựng nhiều viễn kiến mà chỉ những người có kiến thức, đã trưởng thành và đủ trầm tĩnh, có theo dõi thời cuộc và biết suy nghĩ mới có được. Thực tế sau này đã chứng minh điều ấy. Sự kết hợp giữa các vị này và Hoàng đế Bảo Đại, nếu ở vào thời điểm bình thường, có thể đã đem lại những thành quả vô cùng tốt đẹp và cho tương lai lâu dài của đất nước. Lý do là vị Bảo Đại là một vị vua mang bản chất trí thức, đã từng du học ở Pháp trong khi vẫn tiếp tục được thường xuyên dạy dỗ về những truyền thống văn hóa Đông Phương qua một người thầy riêng do triều đình chỉ định cho ông là cử nhân Lê Như Lâm, người đã giữ các chức vụ giảng tập từ năm 1918 đến năm 1922, rồi phụ đạo từ năm 1922 đến năm 1932. Trong suốt thời gian từ khi nhà vua còn nhỏ ở trong cung, rồi sau đó là du học tại Pháp. Người ta có thể cho là thầy trò có thể đồng lõa với nhau, chơi nhiều hơn học, mà quên một điều là người đỡ đầu cho Bảo Đại và giám sát việc học của nhà vua trong suốt thời gian nhà vua du học bên Pháp là cựu khâm sứ Charles, một viên chức thuộc địa đã nhiều năm phục vụ cạnh triều đình Huế. Nhiều người thường đơn giản cho rằng nhiệm vụ của Charles là đào tạo cho Bảo Đại thành một ông vua ăn chơi, bù nhìn cho chính quyền Pháp. Nhưng đó chỉ là một sự suy luận đơn giản, máy móc, không bằng chứng. Chưa hết, ở trình độ cao hơn, nhà vua được học những điều căn bản về chính trị học tại Học viện Chính trị học Paris. Tình trạng bình thường rất tiếc đã không xảy ra và lịch sử của dân tộc Việt Nam đã chuyển sang một hướng hoàn toàn khác mà hậu quả như thế nào 6-70 năm sau người ta mới thấy. Về tuổi tác, người lớn tuổi nhất là Trần Trọng Kim, sinh năm 1883, sau là Trần Văn Chương, sinh năm 1897 và Nguyễn Hữu Thí, sinh năm 1899. Những người khác đều sinh trong hai thập niên đầu của thế kỷ 20, thời điểm Nho giáo chưa hoàn toàn bị phai nhạt, trong khi một nền giáo dục mới đã bắt đầu thành hình. Để đến thập niên 30, những sản phẩm đầu tiên của một nền giáo dục Pháp Việt đã bắt đầu xuất hiện bên cạnh những gì nền giáo dục từ chính quốc mang lại. Đây mới là những thành phần nòng cốt của nội các Trần Trọng Kim. Họ là những người đã chấp nhận dấn thân làm việc nước theo đúng nghĩa của lối nói này trong tiếng Việt truyền thống, một cách có suy nghĩ, có ý thức và có chủ đích rõ ràng. Họ đã sớm bắt tay vào việc để thực hiện những gì họ đã từng mơ ước, thai nghén, bàn bạc, nghiên cứu, biểu lộ qua ngồi bút và đã ở lại với việc làm mình đã nhận cho đến những giờ phút cuối cùng. Hoàng Xuân Hãn, Vũ Văn Hiền và Phan Anh là ba trường hợp điển hình cùng với sau lưng họ nhóm Thanh Nghị đã nói ở trên. Trung tâm sinh hoạt của họ là trường Đại học Đông Dương với đại học xá của đại học này ở Hà Nội. Họ đã lớn lên, trưởng thành và bắt tay hoạt động hướng vào tiền đồ của dân tộc vào lúc tình hình thế giới cũng như đất nước của họ vô cùng sôi động, đặc biệt là sau khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, nước Pháp bị quân Đức chiếm đóng, chính phủ Vichy được thành lập và quân Nhật kéo vào Đông Dương. Nhuần thấm tư tưởng về kẻ sĩ của những thế hệ đi trước lại được hấp thụ những tư tưởng mới của văn hóa Tây Phương và ít nhiều ảnh hưởng của những biến đổi lớn đã xảy ra ở Trung Hoa và Nhật Bản. Họ đã tự coi mình như những nhà trí thức có trách nhiệm trước thời cuộc. Nói theo Vũ Đình Hòe, một trong năm sáng lập viên của tờ Thanh Nghị, vấn đề tiền đồ của tổ quốc làm họ nhức nhối. Họ muốn tìm một cách gì phục vụ đất nước còn chìm đắm trong cảnh nô lệ, trước một thế giới sắp đổi đời.
đúng như xã hội đương thời tôn trọng và đặt kỳ vọng vào họ theo như nhận xét về giới sinh viên đương thời của Nguyễn Minh Hoài Việt, bút hiệu của bác sĩ Phan Văn Đương, một cựu sinh viên y khoa thời đó, sau là chủ tịch đoàn sinh viên Đại học Hà Nội, di cư vào Sài Gòn thời năm 1954. Tiêu biểu nhất cho sự thức tỉnh và trỗi dậy của tinh thần quốc gia dân tộc trong những năm cuối cùng của đệ nhị thế chiến là phong trào sinh viên của giới thanh niên đại học thời bấy giờ. Giới thanh niên đại học có một địa vị đặc biệt trong xã hội Việt Nam thời đó, một địa vị mà chắc khó bao giờ họ có thể chiếm lại. Hồi trước tháng 8 năm 1945, xã hội Việt Nam trong bao nhiêu thế kỷ thấm nhuần tư tưởng Khổng giáo, trọng văn học và suy tôn lớp sĩ phu lên làm giai tầng lãnh đạo. Sĩ, nông, công, thương, binh, sĩ đứng đầu, hạng nhất, sang đến thời Pháp thuộc, nước Pháp là nước có truyền thống văn hóa lâu dài và rất tự hào về nền văn học của mình, nên có chung với xã hội Việt Nam sự kính nể các giá trị tinh thần, các người có học. Trong giới hạn trong phạm vi âm nhạc, khi viết về Lưu Hữu Phước và Tổng hội sinh viên, nhạc sĩ Lê Thương, tác giả của trường ca Hòn Vọng Phu đương thời, rất được phổ biến, cũng nhận định như sau. Về sinh hoạt văn nghệ từ năm 1943 đến năm 1945, thì Tổng hội sinh viên đã chế ngự phong trào tân nhạc và gây những ảnh hưởng sâu đậm chưa từng có. Nhóm khởi trong nhóm sinh viên đại học ở Hà Nội, trong đó các sinh viên gốc miền Nam tỏ ra có nhiều khả năng nhạc nghệ. Tổng hội sinh viên chú trọng đặc biệt đến việc dùng tân nhạc trong cuộc tranh đấu, chánh trị, chống thế lực ngoại bang thời đó là Pháp, Nhật. Từ ý định tổ chức quán trọ thanh niên, không thành đến hoạt động diễn thuyết về lịch sử, lập trại thanh niên, hội đã gây tình thân yêu mãnh liệt trong dân chúng, nhất là đám học sinh. Với một lập trường quốc gia cấp tiến và những đoàn viên trẻ tuổi hăng say, hội đã đem Lưu Hữu Phước lên một cao độ sáng tác quy mô, bền bỉ, soạn lời ca và nghiên cứu đề tài, cho thành một quán quân vô địch trong một thời sôi động lịch sử những năm từ 1943 đến năm 1945. Cùng với nhiều phong trào hướng vào đám đông được dấy lên ở thời đó như hướng đạo, thanh niên thể thao, truyền bá quốc ngữ, nhà ánh sáng, họ cũng tự mình nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề trọng yếu của đất nước, hay thực tế hơn, cũng theo Vũ Đình Hòe, những vấn đề do đời sống đặt ra trên nhiều địa hạt khác nhau, từ chính trị, kinh tế, tài chánh đến xã hội, giáo dục, và bằng sở học của mỗi người đã tích lũy được theo sở trường, đã có thể nghiệm trong thực tiễn hành nghề và phổ biến trên tờ Thanh Nghị, Vũ Văn Hiền và Phan Anh là hai cây viết nòng cốt của báo này. Những bài viết của Phan Anh về các thể chế chính trị, về hiến pháp, bên cạnh những bài của Vũ Văn Hiền về kinh tế, tài chánh, về sinh hoạt xã thôn, cũng như công trình điển chế các danh từ chuyên môn trong tác phẩm Danh từ khoa học của Hoàng Xuân Hãn, phải được coi là những sự sửa soạn trước cho những vai trò trọng yếu mà họ sẽ đảm nhận trong nội các Trần Trọng Kim, xuyên qua những công trình Việt Nam hóa giáo dục, tổ chức sinh hoạt thanh niên, lập trường thanh niên tiền tuyến và các trường huấn luyện thanh niên khác, thiết lập các hội đồng cải tổ sinh hoạt chánh trị, hành chánh. Riêng danh từ khoa học, mặc dù chỉ là công trình soạn thảo những danh từ mới nhằm mục tiêu giáo dục, tác phẩm này đã được hoan nghênh nhiệt liệt, coi như một đóng góp đáng kể, vì ngoài giá trị thuần túy về văn hóa, nó biểu lộ tinh thần tự chủ của giới trí thức Việt Nam. Nói cách khác, họ không phải là những người bỏ học nửa chừng đi làm cách mạng, hay những chính trị gia chuyên nghiệp đầy thủ đoạn nhằm thực hiện mơ ước riêng của mình, hay những nông dân ngây thơ vô học, mà chỉ là những công dân có trí tuệ, có kiến thức, tha thiết với tiền đồ của đất nước và của giống nòi, từ lâu đã quan tâm suy tư, học hỏi, viết báo, viết sách, sửa soạn cho tương lai hoạt động cho riêng họ và cho mọi người về sau này, thay vì lao ngay vào hành động. Đây là thái độ thận trọng của những người đã qua bước sôi nổi của thời sinh viên rồi. Theo lời phát biểu của Vũ Đình Hòe, trong một buổi họp của 5 người sáng lập nên nhóm Thanh Nghị và báo Thanh Nghị đã nói ở trên, khi các vị này họp bàn về thái độ, phải có trước tình thế được coi là cơ hội ngàn năm một thở. Và phải lựa chọn, hoặc là phải nhân cơ hội dứt khoát vùng lên đòi độc lập, nghĩa là đương đầu ngay với mẫu quốc,
hoặc là theo những tổ chức cách mạng đã có sẵn là Việt Nam Quốc Dân Đảng hay Đông Dương Cộng sản Đảng như đã có dịp đề cập. Về thái độ chính trị, sự cẩn trọng của các vị này đã được Vũ Đình Huệ kể lại trong hồi ký thanh nghị của ông về cuộc gặp gỡ giữa Dương Đức Hiền, Chủ tịch Tổng hội sinh viên đương thời và là người đã sớm ngã theo Việt Minh và Phan Anh như sau. Phan Anh kể rằng anh Dương Đức Hiền cách đây mấy hôm đến trình bày với anh hướng hoạt động của nhóm sinh viên yêu nước muốn lao hẳn vào phong trào cách mạng, chiến đấu dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản. Trong khi nhiều nhóm sinh viên khác lại muốn đi theo ông Cường Đế, Đảng Đại Việt Quốc gia Liên minh của cụ Nguyễn Hải Thần hoặc những phe đảng thân Nhật, thân Đi Gon, số lớn sinh viên còn lại thì kiên trì đến cùng thái độ học tập. Dương Đức Hiện yêu cầu anh Phan vừa lấy tư cách là nguyên hội trưởng tổng hội sinh viên, vừa lấy tình bạn thân giúp đỡ ý kiến. Đồng thời Dương Đức Hiện hỏi Phan Anh tại sao nhóm ta không tỏ xu hướng chính trị gì rõ rệt, lúc này không hành động mà lại định ngồi viết báo. Phan Anh trả lời rất hoan nghênh nhiệt tình yêu nước sôi nổi của đám sinh viên trẻ tuổi dám chọn con đường chiến đấu ngay từ giờ. Còn mấy cựu sinh viên đứng tuổi đã vào đời rồi thì sao? Phan Anh kể lại cho Dương Đức Hiền nghe cuộc thảo luận 2 tháng trước giữa năm bạn nối khố, cuối cùng nhấn thêm ý này như ý riêng của anh suy nghĩ. Có lẽ trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, có nhiều nhóm khác nhau về chính kiến, về phương thức hoạt động là một hiện tượng tốt, miễn là tất cả đều chân thành và hướng vào cùng một mục tiêu phụng sự tổ quốc. Tất cả các con sông to hay nhỏ, dài hay ngắn đều đổ ra bể, chỉ làm cho sóng biển càng mạnh. Những nhận định trên đây đã phần nào giải thích sự thiếu vắng những chính trị gia chuyên nghiệp hay những người của các đảng phái như đã nói ở trên, và Trần Trọng Kim không phải là không có lý khi ông nhận định như sau. Những người làm chính trị nói huyên thuyên thì nhiều, song người chín chắn biết suy nghĩ và biết cách đối lại với dân chúng cho êm ái thì ít. Việc chính trị là một việc rất phức tạp, cần phải có nhiều lịch duyệt và tài cán mới làm được. Sự kết hợp giữa họ và Hoàng đế Bảo Đại, một vị vua như đã nói ở trên, bản chất không đến nỗi hôn mê, đần độn, nếu không nói là thông minh theo nhận xét của Trần Trọng Kim và nhiều người khác, cả Việt Nam lẫn ngoại quốc. Tuy được gửi sang du học ở Pháp từ nhỏ, nhưng vẫn được một nhà nho đi theo làm phụ đạo. Mang bản chất trí thức và hiểu rõ giá trị của trí thức vào thời điểm này, người viết xin được phép lặp lại thêm kinh nghiệm thất bại trong cuộc cải cách đầu thập niên 1930 và thời gian suy tư, cô đơn không làm gì ngoài vào rừng, đi săn, đọc sách báo và nghe radio. Có thể đem lại những thành quả tốt trong một diễn tiến bình thường của thời cuộc, tình trạng này đã không xảy ra. Và lịch sử dân tộc Việt Nam đã chuyển sang hướng hoàn toàn khác mà hậu quả vô cùng bi thảm đã ngay ít tháng sau đó và kéo dài sang tận đầu thế kỷ 21 khi tài liệu này được viết vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ chấm dứt. Điều ta cần phải để ý như là đã dẫn là Trần Đình Nam trước đó đã đưa ra gợi ý là tình hình luôn biến chuyển, Nhật chưa chắc đã đứng vững được lâu nên chỉ đưa ra những lá bài thân Nhật, cụ thể là Ngô Đình Diệm với một nội các hẹp 3-4 người thôi, không nên đốt cháy những lá bài khác. Câu hỏi được đặt ra ở đây là với nhận xét như vậy, tại sao Trần Đình Nam lại nhận tham gia nội các của Trần Trọng Kim và hơn thế nữa lại tham gia với tư cách Bộ trưởng Bộ Nội vụ? Quyết định này dẫn xuất từ tinh thần trách nhiệm của một trí thức trước một tình thế vô cùng bức bách. Không nhận không được, mà nhận thì chỉ là tạm thời và dễ bị mang tiếng, kể cả nguy hiểm như của Phan Anh, Vũ Văn Hiền và luôn cả với Trần Trọng Kim. Nếu người ta coi điều Trần Trọng Kim nói với vua Bảo Đại trước khi nhận lời lập chính phủ là đúng với sự thật hay là do một nguyên cớ nào khác? Ở đây người viết muốn nói tới ảnh hưởng của Phạm Khắc Hòe và xuyên qua Phạm Khắc Hòe là Tôn Quang Việt, và qua Tôn Quang Việt là những nhân vật của Việt Minh và qua Việt Minh là những người cộng sản mà chính ông Việt cũng chỉ biết lờ mờ. Lý do là vì nhận xét của Trần Đình Nam đã được Trần Đình Nam nói với Phạm Khắc Hòe trước khi họ Trần vào gặp Hoàng đế Bảo Đại. Còn Phạm Khắc Hòe thì thường trực gặp và hỏi ý kiến Tôn Quang Việt. Cả ba người đều là gốc Nghệ An. Nếu nguyên cớ thứ hai là đúng, thì những gì Trần Đình Nam đã làm trong những bài cuối của nội các Trần Trọng Kim là có thể giải thích được
ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong bài kế tiếp. Dạ thưa quý vị, cái quyển sách mà trước khi Bảo Lục tràn tới đó, nó có số lượng trang là gần 800 trang quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay thì Thùy Dương đã đọc tới trang 107. Cho nên là Thùy Dương hy vọng rằng là với cái phần chia sẻ này của Thùy Dương đó sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị và chúng ta theo dõi để xem cái diễn biến lịch sử của Việt Nam nó như thế nào so với lịch sử mà Cộng sản nó viết lại nha quý vị. Thùy Dương xin dừng cái video này ở đây. Thùy Dương sẽ trở lại trong những phần tiếp theo. Quý vị hãy ủng hộ Thùy Dương bằng một cái like và share. Nếu quý vị chưa nhấn ghi danh kênh thì hãy nhấn ghi danh để theo dõi những video tiếp theo của Thùy Dương. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.